là Mỹ đã thật sự uh, quay trở lại cái xu hướng giảm. Chúng ta thấy rằng DXY đã còn quay trở lại rớt về cái vùng hỗ trợ cũ là 105 Hello xin chào các bạn chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 24 tháng 11 hôm qua là một ngày mà chúng ta thấy rằng là thị trường chạy rất là sát theo cái kịch bản mà chúng ta mong chờ đầu tiên đó là việc kể đến và trong cái bối cảnh đó thì chúng ta biết rằng không loại trừ chúng ta thấy rằng cái kịch bản đó là lợi tức trái phiếu cũng thật sự là đi xuống quay trở lại cái xuống rớt giá và xác lập rõ ràng một cái xu hướng gọi là Dow Trend vẫn còn đang tiếp tục trong bối cảnh lợi tức cùng với đồng đô la Mỹ cùng rớt như vậy ấy, thì chúng ta nhận thấy rằng các cái đồng tiền g7 đều có cái sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ so với với đồng đô la Mỹ ở trên màn hình đó là EURUSD chúng ta nhận thấy rằng là sau khi hình thành hai cái cây pin ba ngày hôm qua vào thời điểm phiên Mỹ thì giá đã bật tăng sau đó khi mà nó hình thành hai cái, cái cây pin ba này ấy, thì mình cũng gửi đi một cái tín hiệu uh, mua lên kích hoạt cái vị thế mua lên hay là những cái cặp tiền khác cũng chạy rất là sát như vậy. Anh chị em có thể nhận thấy đó là AUD đúng không ạ? Sau khi phá vỡ, hiện tại thì đã phá vỡ được cái kênh giá giảm và xác lập một xu hướng đi lên. Hay là thị trường vàng thì cũng như thế. Cái mà chúng ta dự đoán đã hoàn toàn trở thành cái sự thực khi mà giá hình thành một cái mẫu nến pin bar hình thành tại đúng cái vùng support 1730 đô la một sao thì hiện tại đang quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng rất là rõ đúng không ạ? Về cái thông tin cơ bản ngày hôm qua thì chúng ta biết rằng là có hai cái thông tin khá là quan trọng. Đầu tiên đó chính là cái bằng cái quyết định Yeah. lãi suất của cái ngân hàng New Zealand thì với cái tiêu đề của cái cuộc họp báo ngày hôm qua đó là một cái mức lãi suất cao hơn là điều cần thiết thì ngân hàng Trung ương New Zealand đã đẩy cái mức lãi suất cơ bản cái lãi suất điều hành chính sách của họ từ cái mức là 3,5% lên cái mức là 4,25% và nhấn mạnh có thể trong cái thời gian tới sẽ còn tiếp tục tăng trưởng có thể sẽ vẫn còn tăng cái lãi suất cao hơn nữa để cốt yếu làm sao duy trì được cái mục tiêu lãi suất của họ ở cái mức mục tiêu là tăng trưởng khoảng 1 đến 3% một năm Liên quan đến đồng đô thì chúng ta cũng nhận đón nhận các cái thông tin khá là đáng chú ý. Đầu tiên đó chính là cái báo cáo niềm tin tiêu dùng của cái đại học Michigan cho thấy rằng là trong cái tháng 10 á thì cái niềm tin tiêu dùng được cải thiện hơn từ cái mức đó là uh, kỳ vọng 55 thế nhưng mà thực tế ra thì 56,8 và một cái báo cáo nữa đó chính là cái báo cáo FOMC được công bố thì uh, anh chị em có thể thắc mắc tại sao hôm qua FOMC mà thị trường lại không có Uh, chạy quá là nhiều liên quan đến cái thông tin đến cái biên bản fomc này thì chúng ta biết rằng đây nó chỉ là cái biên bản mà tổng hợp lại những cái nội dung của cái cuộc họp uh, vào cái hồi đầu tháng mà thôi đầu tháng 11 này mà thôi. sau đó 2 tuần thì cái biên bản này mới được công bố thành ra chúng ta nhận thấy những cái quyết định này thực tế chỉ là những cái quyết định cũ chứ không phải là những cái thông tin mới nha. Thành ra thị trường không nếu như mà nói để phản ứng ngày hôm qua thị trường mặc dù đồng đô la Mỹ đã rớt khá là mạnh nhưng chúng ta hiểu rằng á, là nó không phải đến từ cái báo cáo FOMC này đâu mà nó đến từ những cái vận động khác đó là lợi tức trái phiếu đang rớt chứ không phải đến từ chính bản thân của cái này nha. Về cái quan điểm ngắn hạn thì mình vẫn bảo lưu cái kịch bản đó là lợi tức sẽ vẫn tiếp tiếp tục rớt xuống và khi lợi tức rất như vậy thì rất có thể là đồng đô la Mỹ sẽ còn tiếp tục theo cái chiều hướng là đi xuống. Từ cái quan điểm cá nhân thì mình cho rằng DXY sẽ phải rớt về cái vùng khoảng 105, hiện tại là khoảng 106, rớt xuống khoảng 105 trước khi mà có những cái động cập nhật xa hơn. Trong cái bối cảnh đó thì chúng ta sẽ ưu tiên các cái cơ hội đó là mua vào các cái đồng tiền G7 và bán ra đồng đô la Mỹ cũng như là mua vào các cái chỉ số chứng khoán trên màn hình đó chính là euro usd anh chị em có thể nhận thấy rằng là gì ạ cái biểu đồ hiện tại cho thấy eu hiện tại khá là cứng trên một cái biểu đồ h4 cũng như là cái biểu đồ daily cái target tiếp theo của eu có thể sẽ hướng lên đến cái vùng 1.06 trước khi một những cập nhật giá xa hơn ngày hôm qua thì khi mà cái thời điểm phim mỹ à, bắt đầu á, thì mình nhận thấy cái kịch bản mà trong cái buổi sáng khi chúng ta làm bản tin cập nhật đó là chúng ta mong chờ có một cái cú retest trở lại cái vùng đáy cũ sau đó forming một cái mẫu nến ở tại đây pin ba tại đây thì chúng ta sẽ kích hoạt cái vị thế mua lên nhưng điều đó thì không có xảy ra mà giá đi lên luôn đi lên luôn nhưng mà đến thời điểm phiên mỹ thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là gì ạ nó hình thành được hai cái cây nến pin ba khá là rõ nét và khi nhận thấy hai cái cây pin ba này á, thì mình đã kích hoạt cái vị thế mua lên của EURUSD với cái mức dừng lỗ bên dưới của cái cây pin ba này hiện tại thì dường như là nó đã đạt đến cái mức target ít tp thứ hai rồi đúng không ạ biểu đồ này thì gợi ý cho cái kịch bản có thể cùng với lại những cái tâm lý thị trường chung hiện tại thì có thể eu sẽ còn chưa dừng lại ở cái vùng 1.0450 này đâu mà có khả năng sẽ còn tiếp tục phá vỡ vùng này và xác lập cái xu hướng đi lên tuy nhiên hiện tại thì không cho phép chúng ta tham gia vào cái vị thế mua lên tại vì sao quan điểm là chúng ta không mua tại vùng kháng cự mà nên chờ đợi có một cú breakout phá vỡ nếu như mọi người mà chưa tham gia được cái vị thế mua trong tối ngày hôm qua thì chúng ta phải chờ đợi cái vị thế mua khác tức là giá breakout được cái vùng 1.0450 này sau đó retest retest để lại cái tín hiệu đến mua lên thì chúng ta mới kích hoạt cái vị thế uh, tham gia thị trường nha GBPUSD cũng tăng trưởng khá là mạnh hiện tại thì đã phá vỡ được cái vùng giá trading sideways của mình đúng không ạ Chúng ta nhận thấy giá đã phá vỡ trading sideways, đó là khi mà chúng ta cần phải quan sát rất là chặt chẽ cái biểu đồ của nó. Nếu như giá có thể quay trở lại retest lại cái nền giá cũ này, sau đó xuất hiện cái tín hiệu nến pin ba thì đó, hoặc là bullish engulfing thì đó sẽ là cái cơ hội cho phép chúng ta tham gia, kích hoạt cái vị thế mua lên đối với đồng bảng hiện tại nha. USD JPY cũng chạy rất là sát theo cái kịch bản mà chúng ta mong chờ. Ở trước đó thì chúng ta đã nhận thấy một cái mẫu nến gọi là Uh, descending triangle một cái mẫu hình nến tam giác tăng giá đúng không ạ nhưng đến ngày hôm qua thì chúng ta cũng khẳng định lại với nhau đó là cái mẫu hình descending triangle này có thể sẽ trở thành một cái mẫu hình nến thất bại khi mà cái tâm lý thị trường chung thay đổi với việc lợi tức và đồng đô la mỹ cùng rất xuống và điều đó sẽ thật sự trở thành sự thực đây là chỉ là một cái gọi là cái bia flag mà thôi một cái tam giác bậy giá breakout giả, sau đó thì lại quay trở lại cái xu hướng rớt giá. Ờ, vì là mình đã kích hoạt cái vị thế mua lên trên cái biểu đồ, trên cái cặp tiền EU thì ra chúng ta không có kích hoạt cái vị thế bán xuống trong UZI. Tại vì chúng ta biết rằng là mua lên EU và bán xuống Uzi á thì nó cùng mang một cái sentiment chung mà thôi. Nếu như chúng ta cố mở vị thế ở cả hai cặp tiền á, thì vô hình dung là chúng ta đã đang double risk tức là tăng cái mức độ rủi ro tổng thể của tài khoản lên gấp đôi Đấy, hai nữa là chúng ta nhận thấy cái tín hiệu nến ngày hôm qua nó cũng không thật sự quá rõ ràng như là EU cái mẫu nến của nó khá là nhỏ, phần pin 3, phần dông nến khá là nhỏ mà thôi. AUD USD thì mọi người có thể nhận thấy rằng là cái kịch bản giá mà quét lại đáy cũ rồi sau đó đi lên nữa không sẽ có thể ra đúng không ạ? trước đó chúng ta kỳ vọng là giá quét lại đáy cũ sau đó xuất hiện tín hiệu nến mua lên thì chúng ta sẽ kích hoạt cái vị thế mua lên nhưng tuy nhiên thì giá không có quét xuống mà phá vỡ luôn cái kênh giá giảm đúng không ạ với biểu đồ này thì cho phép chúng ta kỳ vọng giá sẽ còn tiếp tục tăng lên nữa và cái thời kỳ correction cục bộ của nó dường như đã kết thúc nếu như anh chị em trở lại những cái bản tin cập nhật hồi đầu tuần chắc hẳn sẽ còn nhớ cái việc chúng ta sử dụng cái fibonacci regimen ra đo thì cái việc bây giờ cùng nhìn lại chúng ta nhận thấy rằng là trong cái kỳ pullback này giá thật sự là rớt về cái mốc Fibonacci 50 và đang quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng. Sau khi nếu như Fibonacci đang đúng như vậy thì chúng ta có thể sử dụng cái extension để tiên đoán cái kỳ dịch chuyển tiếp theo của Fibonacci tức là kéo sử dụng cái công Fibonacci extension và cái target tiếp theo thông thường nó sẽ đến các cái mốc gọi là 161.8 hoặc là 1.0 hoặc cao hơn có thể là uh, 161.8 phía bên, bên trên này nha Như vậy thì cái target gần nhất tiếp theo của AUDUSD nó có thể sẽ phải vượt qua cả cái đỉnh cũ này tức là đâu đó loanh quanh khoảng 0.68 cái target chúng ta có thể đặt tại tu khoảng 0.68 thường khá là an toàn cho cái thời điểm hiện tại nha NZD USD cũng như vậy cái kịch bản giá đi lên đã hoàn toàn trở thành cái sự thực trong cái phiên trading ngày hôm qua chúng ta nhận thấy rằng là sau cái thông tin lãi suất được công bố ngày hôm qua thì NZD duy trì được cái đà tăng trưởng khá là cứng hiện tại đúng không ạ giá hiện tại đã phá vỡ được cái À, vùng kháng cự 0.62 của mình với biểu đồ này thì chúng ta nên chờ đợi có một cái cú retest sẽ quay trở lại cái vùng hỗ trợ trước đây cái vùng 0.62 là đóng vai trò là kháng cự thì hiện tại nó sẽ đóng cái vai trò là cái vùng hỗ trợ và đây sẽ là cái nơi mà chúng ta xem xét à, mở ra cái vị thế mua lên nha USD CSF thì đang quay trở lại cái xu hướng rớt khá là rõ ràng khi mà đồng đô la Mỹ rớt giá. Từ quan điểm cá nhân thì mình cho rằng là cái vùng support 0.90 Uh, 390 này cũng sẽ không có giữ được mà nhiều khả năng USD sẽ sẽ còn rớt xuống cái những cái vùng giá thấp hơn tất nhiên hiện tại thì không nên uh, mở ra cái vị thế bán xuống tại vì nó đang chạm đến cái vùng hỗ trợ khá là rõ ràng mà chờ đợi một cú breakout luôn breakout sau đó retest thì chúng ta mới quay trở lại mới tham gia vào cái vị thế bán xuống nha tất nhiên khi đó nó phải xuất hiện các cái tín hiệu nến cho phép bán xuống ở những cái time frame thấp hơn chứ không phải cứ breakout retest là chúng ta bán xuống đâu Thị trường vàng thì đang chạy rất là sát theo cái kịch bản đó là vàng quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng. Ngày hôm qua chúng ta kỳ vọng ra là cái vùng mùa 1730 đô la một ounce sẽ xuất hiện cái tín hiệu nến mua lên để phá vỡ được cái kênh giá giảm. Thì thực tế điều đó đã xuất hiện khi mà lợi tức rất trở lại, đồng đô la Mỹ rất trở lại kèm theo cái việc tín hiệu kỹ thuật rất là rõ như thế này, một cái cây nến một cái mẫu nến pin 3 hình thành tại đúng sweet spot 1730 đô la một và giá quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng thì đang kỳ vọng cho một cái kịch bản vàng sẽ còn tiếp tục đi lên cao nữa. Từ quan điểm cá nhân của mình thì vàng cái việc vàng quay trở lại cái vùng đỉnh cũ 1780 đô la một sao cũng không phải là quá xa vời trong cái bối cảnh tâm lý thị trường chung đang rất là ủng hộ đối với lại thị trường vàng hiện tại nha. Chúng ta cũng nhận thấy là quỹ tín thác vàng SPDR Gold Shirt trong phiên trading ngày hôm qua đã quay trở lại cái xuống mua mặc dù là nhỏ thôi chỉ có 0,87 tấn nhưng mà trước đó cũng mua tích lũy 1,44 tấn thì còn tốt hơn là cái thời điểm trước đây chúng ta biết rằng là họ liên tục bán ra thế nhưng trong cái thời điểm kể từ khoảng chừng của đầu tháng 10 trở về đấy á khoảng từ trung tuần thứ hai từ tuần thứ hai tháng 10 đúng không ạ thì họ có những phiên mua vào và bán ra và đã dừng lại cái việc bán dòng rồi đó cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực đối với lại cái thị trường vàng hiện tại nha chỉ số chứng khoán tiếp tục có những cái sự phục hồi khi mà đồng đô la Mỹ cùng với đồng đô la Mỹ cùng với lợi tức uh, rớt xuống và từ cái quan điểm cá nhân thì mình cho rằng lợi uh, chỉ số S&P 500 sẽ tiếp tục duy trì cái đà tăng trưởng hướng lên cái vùng giá mục tiêu 4.100 điểm như chúng ta đề cập đến trong các bản tin cập nhật ngày hôm qua liệu rằng đến đây có sự đảo chiều nào hay không thì chúng ta chưa biết nhưng nhìn cái thế biểu đồ hiện tại cái thế chart hiện tại thì cái việc À, chỉ số chứng khoán S&P 500 sẽ còn tiếp tục tăng trưởng đi lên là hoàn toàn có thể xảy ra nha. Chúng ta chuyển xuống những cái time frame thấp hơn, ví dụ như lát 4 để chờ đợi những cái tín hiệu nến cho phép chúng ta kích hoạt cái vị thế mua lên. À, trên thị trường tiền số thì cũng khá là tích cực khi mà tâm lý chung của thị trường được cải thiện. Chúng ta nhận thấy dường như trên thị trường tiền số ở trên cái time frame uh, daily cũng giống như là một cái mô hình bia flag đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy giá rớt khỏi cái nền giá cũ. Nhưng mà sau đó thì uh, hình thành một cái mẫu hình uh, tam giác giảm giá chúng ta có thể vẽ lại một chút nha. Đây mọi người thể một mẫu hình tam giác giảm giá. Nhưng sau đó thông thường cái mẫu hình đấy là một cái mẫu hình tiếp diễn nhưng giá lại không tiếp diễn mà lại hình thành luôn một cái mẫu nến bullish engulfing và ngày hôm qua xác lập một cái cây nến đi lên cho thấy rằng là có thể cái thị trường tiền số sẽ có tiếp tục có những cái phiên phục hồi trong những cái ngày tiếp theo nha. Cái target tiếp theo đối với Bitcoin có thể sẽ trước mắt sẽ test trở lại cái vùng đáy cái vùng kháng cự 18.600 18.500 19.000 trước khi mà có những cái cập nhật giá xa hơn nha